thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê của trang mạng worldometer info cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 213.151.198 ca, trong đó có 4.451.297 ca tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 190 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 18 triệu ca và 112.055 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, Ngày 28 tháng 3, thế giới có 152 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca nhiễm mắc COVID-19 mới. 104 quốc gia vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với trên 38 triệu 700 ngàn ca. Trong đó, có 645.781 ca tử vong. Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong với 574.848 ca trong tổng số trên 20,5 triệu ca nhiễm. Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm với 32.358.829 ca, trong đó có 433.622 ca tử vong.